Bảo Hiếu xin được gửi lời chào tới những người bạn chung niềm đam mê. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và cùng thực hiện bài Xuân này còn không về, một ca khúc rất là quen thuộc với chúng ta, đúng không ạ? Ở bài này thì các bạn có thể kiếm được cái set nhạc này trên mạng bằng cách gõ là Xuân này còn không về và thêm từ set đằng sau nữa, đúng không ạ? Thì sẽ ra cái set nhạc này cho các bạn. Tuy nhiên là các bản nhạc mà trên mạng ấy thì là người ta đánh máy cũng như là chưa phải là bản nhạc dành riêng cho sáo khi mà chưa thêm được các kỹ thuật của sáo, đặc trưng của sáo vào, đúng không ạ? Và trên hình ảnh các bạn nhìn thấy đây thì mình đã thêm các cái kỹ thuật, ví dụ như thêm các nốt hoa mỹ này, thêm các dấu luyến này, thêm các cái láy đơn này, đấy, và ký hiệu cái điểm rung hơi để các bạn nắm được, đúng không ạ? Và bài này mình cũng sửa tiết tấu một số chỗ, tức là ví dụ như là chỗ này mình thêm chấm dôi và đương nhiên là đằng sau này nó sẽ biến thành nốt kép, đúng không ạ? Mình còn sửa một số cái chỗ khác nữa, ví dụ như là chỗ này cũng thêm chấm dôi và đằng sau nó biến thành nốt kép các bạn nhé. Chỗ này cũng vậy, thêm chấm dôi và đằng sau nó biến thành nốt kép. Đấy, chỗ này nữa đúng không ạ, thêm chấm dôi và đằng sau thành kép. Đấy, chỗ này nữa. Đấy, các bạn cần lưu ý các cái điểm như vậy các bạn nhé. Chỗ này chưa thành kép rồi đúng không ạ? Đấy, nó thành kép thì nó mới đúng được ạ. Chỗ đằng sau nữa đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể thấy là đây thì bản nhạc này thì để cơ bản mà thực hiện được đúng cái nốt nhạc thì cũng không khó đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta cần thực hiện được các cái nốt hoa mỹ này. Lưu ý các điểm rung hơi. Lần này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về việc rung hơi này. Các bạn thấy chỗ này là ngân 4 phách rưỡi đúng không ạ? Chỗ này là nghỉ nhưng có những người thì ngân luôn đúng không ạ? 4 phách và rưỡi đúng không ạ? Thì một khoảng dài như vậy nếu như các bạn không rung hơi thì nghe rất là cứng đúng không ạ? Và nếu như các bạn không rung hơi được thì có lẽ là các bạn chưa nên tập bài này bởi vì là nó rất là cứng, đấy, chưa ra đặc chất của bài này. Đấy, và rung hơi ở đây các bạn nếu các bạn rung đều luôn thì cũng cũng thô đúng không ạ? Nên là chúng ta cần rung là đâu từ nhỏ và to dần, tiếng to dần lên cũng như là sẽ rung hơi đúng không ạ? Đấy, vào nốt đô đô đúng ạ, các bạn thấy nó vừa to lên và có rung hơi nữa chứ không phải là chúng ta rung luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả các điểm rung hơi thì đều như vậy, các bạn cần lưu ý điều đó. Ở đây thì láy đơn này, các nốt hoa mỹ này thì chắc là các bạn đã tự thêm được rồi đúng không ạ? Các bạn đã tự thực hiện được rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau vào đọc đi ạ, bản nhạc. Đấy, các bạn sẽ nắm được qua hình dung về bài và sau đó sẽ chúng ta cùng trên tay cái đoạn nhạc này các bạn nhé. Đọc đi ạ, chúng ta sẽ cùng đọc câu đầu tiên và thường là kết thúc câu là cái chỗ ngân này đúng không ạ? Và các bạn nhớ nhá, đây cái dấu lặng đầu tiên này. Đấy, các bạn sẽ đập vào đây và cái nốt đầu tiên này là nốt nâng đúng không ạ? Fa son fa đô đô fa son đô đô 2 3 4 nghỉ đô rê đô son son đô rê fa 2 3 4 nghỉ fa son fa đô đô rê fa đô. Các bạn thấy chỗ này không ạ? Đô nghỉ đúng không ạ? Đô đô rê đô fa son la. Đấy, các bạn nhớ nhé, chỗ này mình vừa thêm dấu chấm dôi vào đấy. Đô rê đô fa son la son đô đô đúng không ạ? Đấy, chứ nó khác ban đầu đấy nhá. La son đô 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 la son fa son 2 3 4 nghỉ fa son fa đô đô fa son. Đấy, tức là thổi bắt đầu vào trống 1 rồi các bạn thấy thổi tiết chỗ này đúng không ạ? Và người ta nói là nhắc lại đi ạ thì sẽ nhắc lại từ chỗ này, tức là chạy chỗ này đi và cái đoạn nhạc này nó chính là cái chỗ này đấy đúng không ạ? Chúng ta sẽ đô đô là ngân vào đây các bạn nhé, lại ngân 4 này và lại thổi lại đoạn này. Khi tới đây rồi đúng không ạ thì chúng ta sẽ vào đây chứ không vào đây nữa các bạn nhé. Đấy, mình sẽ thực hiện từ chỗ này. Fa son fa đô đô rê fa đô đô rê đô fa son la son đô 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 la son đô fa 2 3 4. Đập thêm một cái nữa đúng không ạ? Các bạn nhớ kỹ chỗ này nhé, nếu không các bạn sẽ trượt nhịp phách đấy. Đấy, và chỗ này mình sửa chỗ này thành đồ phá. Đấy, tức là thêm thêm vào và nó sẽ thành nốt kép các bạn nhé. Đô phá rê.
Đô pha 2, 3, 4. Đô pha re, re, đô, si. À, các bạn nhìn thấy chỗ này mình cũng thêm một nốt vào nữa, re, đô nhé. Cái nốt đô là thêm vào đấy ạ. Cái chữ X lấy rèn các bạn nhé. Đấy, và chỉ lấy rèn chỗ re thôi ạ. Đô pha re, re, đô, si. Re, son, đô, re. Re, đô, son. Đấy, chỗ này thành kép rồi các bạn nhé. Mình kéo lên một chút ạ. Đô re, re đô son đô pha son đô, la son đô la re pha son, hai ba bốn nghỉ, đô re pha son son si. À, các bạn thấy nhá, nó là giật đằng sau đấy. Son son si đô đô mi re đô đô son mi 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 re son son pha son pha đô, hai ba bốn năm đúng không ạ? Và cái đoạn này thì lại quay lại đoạn đầu rồi. Đấy, các bạn tự thêm vào các bạn nhé. Đấy, đọc sơ qua thì nó là như vậy. Quan trọng là khi thực hiện đấy, cách thực hiện là thế nào? Đấy, là các bạn đừng tập tràn lan cả bài, bởi vì ai cũng đã thuộc bài này rồi và ai có lẽ là rất nhiều bạn thuộc cảm âm bài này. Các bạn thổi tràn lan cả bài rồi cuối cùng là chúng ta chưa thực hiện được sâu sắc các cái chỗ rung, chưa thực hiện được tốt các cái chỗ hoa mỹ này, và bài chúng ta vẫn cứ thấy là nó bình thường, nó chưa hay. Tại sao người khác chỉ thổi một câu thì chúng ta đã thấy rất là hứng thú rồi đúng không ạ? Nên là các bạn đừng thổi cả bài tràn lan mà chúng ta tập từng câu một đúng không ạ? Đấy, và câu thì thường là kết thúc ở cái chỗ mà ngân dài này đúng không ạ? Đấy, thì chỗ ngân này các bạn làm tốt cái rung hơi này, tất cả cái chỗ này các bạn làm triệt để các nốt hoa mỹ cho mình thì là bài sẽ rất là tuyệt vời các bạn nhé. Nên là chúng ta đừng vội vàng. Đấy, thổi cả bài xong rồi cuối cùng chính chúng ta chán thì ai còn nghe bài của chúng ta nữa đúng không ạ? Đấy, nên là cố gắng xử lý thật tốt tất cả các kỹ thuật mình đã thêm vào đây. À, đương nhiên ở đây thì nó thêm nó cũng ở mức cơ bản thôi để các bạn dễ dàng thực hiện đúng không ạ? Đấy. À, mình nói thêm một chút nữa là ở trong cái bài này thì có cái chỗ này. Ừ. Có lẽ là hơi nhỏ đúng không ạ? Mình to một xíu này. À, các bạn thấy không ạ? Đấy, chỗ này vừa là nốt kép thế nhưng mà la này, son phà, và cái chỗ này chữ son son phà này nó là cái nốt hoa mỹ của nốt hoa mỹ kép của cái nốt này đúng không ạ? Nốt son này và láy vào nốt son các bạn nhé. Đấy, lát mình sẽ thực hiện, và chỗ này cũng vậy. Đấy. Các bạn có thấy không ạ? Si la này. Đấy. Đúng không ạ? À, son phà son này đúng không ạ? Đấy, và son cũng láy các bạn nhé. Đấy, chỗ này thì thay đổi thành nốt kép này, các cái chữ X này láy ren các bạn nhé, láy ren. Đấy, các bạn lưu ý những điều đó và chúng ta sẽ cùng thực hiện trên tay bài này các bạn nhé. À, nếu như bạn nào có thắc mắc gì thì chúng ta cũng sẽ cứ comment giao lưu để luyện đẹp luyện tập được tốt hơn ạ. À, xin chào các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện từng câu, và đây thì đương nhiên là khi quay clip thì mình sẽ thực hiện nó từng câu và mỗi câu một hai lần gì đấy đúng không ạ? Nhưng khi thực hiện thì các bạn nhớ là từng câu mỗi câu các bạn thực hiện nhiều lần để cho nó trôi chảy, nó đúng đã trước khi các bạn sang câu mới các bạn nhé. Về cái set nhạc ở đây thì sau khi các bạn học qua cái bài 6 thì mình nghĩ là các bạn sẽ chơi tất được cả cái bài này rồi đúng không ạ? Vì các cái tiết tấu thì không hề khó, nhưng thêm các kỹ thuật thì các bạn tham khảo ngón của mình nhé. Đúng không ạ? Các bạn thấy mình rung nhé. Đúng ạ, đầu tiên nốt đồ rất là nhỏ, to dần lên và rung, chứ không phải là chúng ta rung luôn vào, nghe mà rung như này thì rất là to rồi. Đúng ạ? Đấy. Hoặc là bạn nào rung chậm quá thì cũng nghe cũng không hợp lý, có những bạn rung là nghe rất là uể oải và chán đúng không ạ? Nên là cách rung thì là các bạn là đầu tiên là đưa cái nốt đó đúng không ạ? Các bạn rung hơi nhanh một xíu, cũng như là cái nốt thì đầu tiên vào thì chưa rung mà đi một đoạn thì mới rung đúng không ạ? Và tiếng to dần lên các bạn nhé. Đấy, và về đoạn cuối thì đương nhiên lại phải nhỏ lại để chúng ta một kết câu đúng không ạ? Câu tiếp theo các bạn nhé. Các bạn thấy cái chỗ x đấy đúng không ạ? Các bạn nhé.
Đấy, ở đây thì mình đã thêm một số cái khác vào. Đấy, các bạn có thể tham khảo thêm thêm một số cái ngón đấy ạ. Nhưng thực tế thì bản nhạc nó đang hạn chế hơn nhiều. Con tiếp theo ạ. Các bạn thấy lái không ạ? Không ạ, xong chúng ta lại quay lại từ đầu các bạn nhé. Đấy, và mình sẽ thổi câu tiếp theo trước khi là vào câu 2 này, là câu cuối của cái đoạn 1 trước khi vào câu 2. Đấy, mà các bạn nhìn thấy nốt hoa mỹ cái chỗ mà nó kép được chưa? Đúng không ạ? Các bạn cũng có thể bỏ nốt hoa mỹ ở cái chỗ phà. Đúng không ạ? Thì nó có rất là nhiều cách, thì tùy các bạn chọn cách các bạn nhé. Bắt đầu thêm cái chỗ này là thành kép này. Câu tiếp theo đây ạ. Đấy, chỗ này cũng là vừa kép nhưng là bên trong kép nó lại có cái nốt hoa mỹ kép nữa, đúng không ạ? Đấy, các bạn làm vừa thực hiện được cái lấy rèn và nó cũng phải êm một chút nữa, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà các bạn ở đây là mình đang thực hiện chậm thì nó hơi thô một xíu, thì các bạn thực hiện khi vào bài rồi thì chúng ta thực hiện nó êm hơn, đúng không ạ? Đấy, và vừa rồi thì cái phần mình vừa trình bày đấy, cái phần cuối cùng này thì lại quay lại đoạn đầu rồi, thì các bạn tự thêm hoa mỹ và tự thực hiện lại các bạn nhé. Nhưng có một câu cuối là cái câu mà câu cuối cùng các bạn nhé. Câu cuối cùng thì ở trong bài này nó không có, nên là mình muốn là sẽ thực hiện để các bạn sẽ cùng tham khảo thêm ạ. Đúng không ạ? Vừa rồi thì mình có chia sẻ với các bạn, thứ nhất là về cách đọc bản nhạc, cái thứ hai nữa là thêm các cái nốt hoa mỹ và cái cách ký hiệu thì là thực hiện như thế nào, đúng không ạ? Và vừa rồi thì cũng có trên tay một đoạn cái cách thực hiện bài này, và các bạn chúc các bạn sẽ thực hiện thật là tốt. Và nếu như các bạn mà có gặp khó khăn thì trong việc luyện tập các bản nhạc này thì chúng ta có thể là sẽ cùng giao lưu bằng các comment để chúng ta sẽ cùng luyện tập được tốt hơn các bạn nhé. Chúc các bạn sức khỏe, công việc thuận lợi và luôn dành được một quỹ thời gian cho cái niềm đam mê sáo trúc của chúng ta. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.